Nó trước về đội hình nhá. Nó qua qua về đội hình đây. Thì khi mà các ông nhìn thấy cái đội hình này ấy, bây giờ các ông nhìn thấy form đội hình này luôn này. Tại vì Slider pick con Kai'Sa đầu tiên luôn. Tức là sao? Tức là Slider nó đã xác định ngay từ đầu rồi. Nó xác định ngay từ đầu là gì? Là một là anh Khánh đánh dưới bot cho em khoảng tầm level 3 là xuống là chơi thì mới win được. Còn nếu mà tôi nói thật với các ông là cái cặp này mà đi với cặp Afe với Milo ấy, thì kể cả không cần Saiyan xuống thì cái cặp này nó vẫn rất là khó chơi rồi. Rất là khó chơi mấy level đầu rồi. Đấy, đang nói về việc chơi nhá. Đang nói về việc chơi. Thì đây rõ ràng, nếu mà trong tâm lý của một cái trận đấu mà để mà nói là so khá là nhiều là cái ánh mắt của dư luận là một này, truyền thông là hai này, rồi những anh em như kiểu anh em mình đang ngồi coi ấy, là sẽ là phân tích là xem là hai thằng AD này thằng nào mới là thằng hay, và thật sự là Vinboy có gọi là đi có chám được cái chỗ trống mà Slider để lại quá lớn đấy hay không. Thì rõ ràng một bên là gì, một bên là phải gọi là bảo vệ, tự bảo vệ bản thân mình, tự bảo vệ cái tôi của mình, thằng nào có cái tôi mà. Rồi một bên thì phải thể hiện ra được cái điều đấy. Nhưng game này thì Dianberwick cũng một cái kèo gọi là kỹ năng giữa Fiora với cả Zac, nhưng mà thật sự là đánh cái tôi nó cao quá, cái tôi nó quá cao. Còn đây là trước hết là các ông nhìn thì các ông để ý ra rõ ràng ngay từ đầu nó xác định rồi, con Saiyan nó đánh ở dưới này ấy, con Saiyan nó đánh ở dưới này này là đã ngay từ đầu nó đã xác định là để cho cái cặp Slider với cả Jin đẩy ở dưới bot trước để tạo ra một cái tình huống tiền đề ganh Saiyan sớm ở level 3, Loan ba bãi nó sẽ vòng xuống. Thì đây là một cái xa mà xử lý khá là fail của cặp SE từ cả rừng cho đến bot luôn, làm hơi phí tình huống này. Không phải không, làm hơi phí tình huống này. Cái tình huống này là tình huống này, các ông nhìn này, tình huống này là điên cây là khá là fail này. Các ông nhìn này, cái này đó đó, các ông nhìn thấy góc này không? Cái góc này là con lính nó đã nhìn thấy thằng điên cây này, nó mô hình chung nó làm cho cặp bot tự nhiên nhìn thấy thằng Saiyan ngay sau đít luôn. Thế là thằng, thế là hai thằng này bách về luôn đó. Mà là nhìn thấy rồi đấy anh em nhá, nhìn thấy ngay thì cái nhịp đầu tiên rồi. Nhìn ngay đến game đầu tiên rồi, mất lát thôi. Nhưng mà nó là một cái tình huống ganh khá là chủ động ấy, nhưng mà kiểu có bài bản đấy, có tính toán đấy, gọi là game luôn rồi đó. Nhưng mà fail. Thì tiếp theo rõ ràng Jin mất lát. Jin mất lát và cái cặp này về hiện tại là con Afe nó đang, thứ nhất là tay dài hơn, tay dài hơn. Rồi con Milo nó là một con búp, mà bây giờ mà không ganh cho thì khó chơi, rất là khó chơi. Fiora là xác định đánh ngay từ đầu là gọi là kiểu cho nó tự bơi trên top rồi. À, solo kill là pha này thôi, khỏi nói nhá. Này về mặt kỹ năng thôi, mình khỏi nói đúng không? Đâu còn nói về mặt kỹ năng đâu. Rõ ràng là sau hôm qua thì kỹ năng của Ember nó đi xuống một cách trầm trọng rồi. Thứ hai nữa là cái tôi quá lớn, đánh không có biết, gọi là biết mình biết ta, chăm trận chăm thắng gì cả. Thì thế thì thua là xứng đáng thôi. Rồi các ông xem những cái xử lý mà tình huống kỹ năng này đi. Các ông xem xử lý tình huống kỹ năng này có phải là má là PK hay không? Rất là tự tin không? Rồi chết hai mạng này. Đó, tình huống này chết hai mạng này. Đây là sự khác biệt này, đây là sự khác biệt này. Các ông xem thằng Đơ xử lý ở dưới bot chưa? Nó xử lý pha này là hơi bị khéo ấy, nó xử lý pha này là cực kỳ khéo luôn. Và nhưng mà lại hơi tham cái đoạn sau nhá. Còn SE là bị đai rướn vào này rồi. SE các ông nhìn thấy còn một con lính nữa mà đai cái pha này, kể cả có chết thằng Slider, tức là cái pha này gọi là gì? Cái pha này gọi là chảy cối đấy, mẹ như tôi thấy ấy. Ở trong rank, nếu mà ở trong rank thì người ta gọi là chảy cối đấy. Đai một cái tình huống mà nó không có cơ sở, bất kể một cái cơ sở gì cả. Thà mình đợi thời gian ra, hoặc là mình đợi quân lính đằng sau mình đẩy vào, mình đẩy vào bắt đầu mình đai thì nó sẽ hợp lý hơn là đai quân này. Quân còn đúng một con lính thôi, nhưng mà tôi không hiểu lý do tại sao vẫn đai.
và là có thể ra ăn rồng là đẹp rồi. Nhưng mà chấp nhận là đai, dù chịu. Mà thằng Đơ nó xử lý pha này tốt, nó không chết nha. Nó xử lý tốt rồi, nó không chết này. Mà bên này chết cả 4 rồi đó. Đó. Này, bắt đây, fail Đơ này đúng không? Đơ này, tham lam này. Chết. Phí chưa? Bơ này ông bơ solo liên tục. Bơ solo liên tục luôn. Rồi như cái tình huống tiếp theo này. Các ông nhìn rõ ràng là có ping chưa? Này. Các ông nhìn rõ ràng là có ping này. Đây là ping của hai, đây là ping của KT. KT đã ping là Annie và Sen đi xuống bot. Nhưng mà rõ ràng là Snyder nó không thể tính toán được sát thương trong cái pha này. Thì rõ ràng là có phải là nó fail không? Này, có phải là pha này nó fail không? Này, nó vẫn cố gắng nó đẩy. Mà rõ ràng là team đã ping rồi. Pha chết là có phải là do nó tham lam không? Và nó fail không? Chứ làm sao mà nó chết được những cái tình huống này? Đó, tham thì mới chết lên gì nữa. Thì rõ ràng là Snyder là dạo gần đây là về mặt gọi là phán đoán tình huống thì nó đang hơi bị đi xuống một chút rồi. Có binh nha Đào Hoàng nhá. Hoa này có binh này. Anh em để ý này. Anh em nhìn cái binh này. Đó, đi nửa ba phát binh luôn này. Là cái T đã binh rồi nha. Cái pha đấy là không thể cố được em ạ. Cái pha đấy là mình phải chấp nhận, một là mình phải để cho nó, mình phải để, thứ nhất là mình phải để, mình phải để thôi. Còn một khi là em đã cố lên đâu ta là ấy, chết mạng lên đi này. Tình huống là chết là chắc rồi. Cố tham quá đấy chứ. Chết này. Đấy, câu cứ nhìn tình huống, câu cứ kêu là kem thôi. Trong khi là rõ ràng là phải có tình huống đấy, nó mới ganh được chứ. Đâu phải là cứ ganh là ganh được đâu. Câu không có tình huống, câu không tạo ra cho tình huống người ta ganh thì làm sao người ta ganh được. Mà ganh là chết. Thì chứng tỏ ra là mình fail. Có pha đầu thì tôi công nhận là SD chảy cối cái pha mà băng trụ ấy. Cái pha băng trụ thì thôi, tôi công nhận là mẹ chảy cối với Lin. Chịu, ở đấy chảy cối. Đối với tôi pha đấy là pha lanh. Không hai nhá. Đó. Pha này Levi xuống ganh cho này. Levi xuống cover này, 9 phút. Levi xuống cover, Levi xuống ganh cho này, một loa này, là cũng gơ gơ được một chút nhưng mà cái pha đấy hơi đen này, bởi vì pha đấy là có kết sức của Ballet với cả Vinboy đánh pha đấy cũng hay, thế là Vinboy kết liễu được Slider mà Slider lại không có mạng, cho nên pha này vẫn sẽ phải cần xuống ganh liên tục thôi. Nhưng mà công sẽ thấy được cái sự khác biệt của hai thằng AD nó nằm ở chỗ con rồng tí nữa này. Mặc dù nó thọt nhá, mặc dù nó thọt nhưng mà nó rất là bình tĩnh nhá. Đơ á. Đó là cái kinh nghiệm và cái bản lĩnh của một thằng AD hàng đầu, nó là phải như thế đấy. Kể cả dù công thọt nhưng mà cái quan trọng là về sau công vẫn có thể gây sát thương được. Mà công vẫn có thể làm được cái việc mà công làm sao để công xanh trở lại được, trở lại với trận đấu. Đấy mới là cái bản lĩnh của một thằng đánh hay. Vinboy thì nó chỉ có kỹ năng thôi, kinh nghiệm của nó là con số 0. Đây, giống như kiểu một cái tình huống đây. Các ông nhìn cái tình huống rõ ràng. Tình huống là quay xe. Quay xe thì chắc chắn là phải dừng, là phải xuống gam, dừng là phải xuống ganh rồi. Đó, để việc đứng cho thằng AD không ít được lính thôi. Thì pha này rõ ràng là phải đổi đúng không? Ví dụ như dừng ở dưới bot rồi thì rõ ràng Levi ở trên top nó sẽ ăn được con sứ giả này thôi. Làm sao mà công có, nó sẽ là kiểu trao đổi chứ không thể nào là công ăn được cả hai mục tiêu được. Công chấp nhận công mất một mục tiêu. Thì đây hiện tại là thằng Đơ nó đã kêu là, trong tình huống này Đơ nó đã kêu là bỏ em đi, để tí em tự chơi được. Chúng nó sẽ cam bot đấy. Ví dụ như kiểu nếu ví dụ tôi mà đánh tôi cũng sẽ côn như thế nha. Bỏ em đi, lên top đi anh. Tôi sẽ bảo lên top ăn sứ giả xong rồi thả trên cho Kia gì đấy, cho đánh ở trên top là binh luôn. Tại vì tôi biết chắc chắn là tí là tôi đánh cũng sẽ kiểu farm được rồi, tí có đồ vẫn chơi được thôi. Còn bây giờ xuống mà ganh thì chỉ có chết bot thôi. Lý do tại sao Đơ là thọt đấy.
nhưng mà tí nữa vẫn gỡ được. Bỏ là nát không? Không anh ấy. Bây giờ nhá, anh nhìn nhá, ví dụ như kiểu mình bỏ bot, nhưng mà quan trọng là cái top thằng Khánh nó ganh hai lần là dính rồi, nó ganh hai lần là gọi là dính rồi, cho nên là cái top rõ ràng là Kia là sẽ khỏe hơn Ember là cái điều đương nhiên thôi. Và mid cũng đang là mid khỏe hơn con Ari, à con Annie nữa, thì rõ ràng là cánh trên là cánh đang win mà, đúng không? Cánh trên mình cánh đang win mình phải đánh cánh trên chứ, làm sao mà tự nhiên mình xuống cover cho cái cánh thua được. Rồi bây giờ mình cứ đánh theo rắc thôi, ăn sứ giả rồi lên thả thôi. Nè này, không thấy sự khác biệt này, như pha này là thằng Đơ nó biết thừa luôn, nếu mà nó còn ở dưới bot thì chắc chắn là không phải là hai đai hai là sẽ là đai ba mà đai bốn, mà đánh như thế thì rất là khó cho thằng Đơ, cho nên sẽ phải ra mít trước. Ra mít trước là bắt đầu, tại vì cánh này thì nó khó ganh hơn các bạn ạ, với cả cái đường mít ấy, cái đường mít nó dễ di chuyển về hơn, bên này khó ganh hai cánh lắm. Nó đang ép được mục tiêu rồi, nó vừa ép được sứ giả ở trên rồi, nó có mắt mũi rồi, nó đánh nó sẽ dễ hơn. Chứ cứ ở dưới bot là nó chắc chắn nó thọt à, với cả ra đây là ra 2v1 thì nó sẽ dễ thở hơn. Cho đang khỏe xuống, đây là sẽ là AD phải côn này, tình huống này kiểu đây cho đơ ra mít để đơ farm cái không đơ thua đấy. Cái này gọi là các ao trình không, ao trình lâu rồi anh ơi, này đúng là ao trình mà. Rồi thả ăn rồng rồi. Này không, đây tại sao mà tôi lại nói là hôm qua là đánh một cái trận mà mày như một cái trận đánh rank, tôi không thể hiểu nổi được. Tình huống này thứ nhất con Sion hết R, thứ hai nữa là mid thì auto bị đẩy trước, mid bị đẩy xong cái em Sion hết R rồi. Tôi vẫn chưa hiểu lý do mà tại sao mà lại có một cái tình huống ra can thiệp rồng được pha này. Đây, những tình huống này là Vinboy làm sao mà nó nhận ra được, đúng không? Tình huống là chỉ có bỏ thôi làm sao mà ăn được. NXR tình huống là chỉ có bỏ thôi làm sao mà ra được. Mà tôi không hiểu sao, tôi không hiểu sao tôi vừa thấy con thằng Annie nó thả gấu rồi, xong rồi Saiyan mất R rồi mà vẫn ra là con rồng. Mẹ có cả tele đàng hoàng luôn, mà tôi vẫn không hiểu lý do ra được con rồng. Tôi cũng mẹ cảm thấy thật sự luôn đấy, hôm qua tôi bực quá, tôi thề với anh em luôn, tôi ngồi tôi coi mà, tôi coi xong pha này tôi muốn tắt mẹ máy đi rồi, nhưng mà không hiểu vì một cái gì mà tôi vẫn ngồi tôi coi đến hết game 2 không ạ, cay vãi bều. Eddie hết R, Saiyan hết R, vẫn ra can thiệp rồng để cho thằng Vinboy chết đó. Giữa ai cứu, cứu kiểu gì, mai cứu không để cứu rồi. Không thể cứu nổi anh em ạ. Cáu thật sự. Thì tôi mới nói là không là mẹ mày đúng kiểu đánh rank luôn đấy. Mùa này không ai vực dậy tinh thần trong trận hơi khó. Thực ra tôi thật với anh em nhé, ngay từ đầu mùa ấy, cái lúc mà công hỏi tôi ấy, cái lúc mà anh em hay hỏi tôi là anh ơi mùa sau như thế nào, mùa sau có ok không anh, thì sau vài lần nói chuyện với cả các anh em tuyển thủ bên đấy thì tôi cũng thấy tôi bót một cái ảnh rồi mà đúng không? À, đây tôi bót hôm trước đây, tôi có bót một cái ảnh đấy. Sau khi mà tôi còn nói chuyện với cả mấy anh em tuyển thủ bên SE, xong cái vài hôm sau là tôi bót một cái ảnh này, thì công cũng chắc là cũng hiểu vấn đề mà. Đây, cho công xem lại cái ảnh đấy nhá. Lúc đầu thì tôi vẫn còn banh đấy, lúc đầu tôi cổ vũ tôi banh căng lắm, cái banh căng đét luôn. Nhưng mà sau một vài hôm thì đây này nhá anh em nhá. Bây giờ gió đổi chiều rồi anh em ạ, thời thế thay đổi rồi. Nhá, đây nhá, mình có ảnh ngọt đàng hoàng nhưng mình không cần phải nói nhiều đâu. Đấy, hello Nobate nha, hello em. No hôm ấy, thì tôi là no hôm ấy không? Solo kill liên tục luôn.
Xong thằng địa chết 5 mạng, xong rồi nghe thằng Ember chết 5 mạng. Rồi Vinboy đéo hiểu đánh kiểu gì luôn. Rồi pha này thì nói chung là đến cái tầm sau rồi thì không thể win được rồi các bạn. Đến cái tầm sau là khó win rồi. Tại con Afe sẽ không thể nào ai cover nổi cho nó bắn nữa. Khi mà team quá là thọt như này. Ok, mình bỏ qua game này đi nhá.